Đảng, trưởng ban đối ngoại. Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử, để đất nước kỷ niệm vững chắc sự hào hùng của dân tộc. Không chỉ có ý nghĩa đối với cách mạng Việt Nam. Cột cờ Đảng, cờ Tổ quốc đang tiến vào lễ đài. Tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào đang tiến vào lễ đài là khối chiến sĩ Việt ướt mắt, máu trồn bùn nó. Chấp trọng khí cầu, giữ cho những con người Việt Nam với bè bạn Nam Châu, đồng nghiệp quốc tế và người dân quốc của quân đội nhân dân Việt Nam đang...